Xin chào tất cả anh em. Chỉ để đáp ứng được nhu cầu của một số anh em đi đánh sóc đĩa là không được bát đĩa hoặc là quân vị vào, thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái siêu phẩm chuyên áp dụng trong sòng sới lớn này nhé. Đó chính là máy ghi nhớ màu quân K68 được mình bê trực tiếp bên Macau về. Thì anh em lưu ý cái máy này khoảng cách của nó đánh tối đa được 3 mét quay đầu này, đạt tiêu chuẩn công nghệ 4.0, tỷ lệ chuẩn xác lên 90%. Mình cam kết với anh em, bảo đảm anh em nhé. Mình sẽ mở hộp luôn cái máy này này. Đây chính là máy K68 này, được thiết kế vô cùng nhỏ gọn, bao gồm 9 mắt camera dùng để ghi nhớ màu quân, phân biệt chẵn lẻ trực tiếp lên cái máy này anh em nhé. Khi anh em mua sản phẩm sẽ được bên mình bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm. Máy này sử dụng bằng sạc điện này, đang sạc đầy đánh từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ không nói pin anh em nhé. Mình sẽ đi vào thử thực tế này. Ở cuối video mình sẽ đập bát đĩa và xé quân vị để kiểm chứng cho anh em về cái độ hiệu quả của máy K68 này. Để video lần này mình giả sử trong sòng sới họ đang đánh quân chắn này. Ở thời buổi công nghệ 4.0 rồi, đi bịp rất là khó, đánh nhiều có góp vị. Mình giả sử là 4 vị này là của 4 người và một vị này mình chuẩn bị trước từ nhà anh em nhé. Cắt này. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho mình qua hotline mình đặt trên màn hình, qua cầm theo quân vị và bát đĩa để được thử hàng miễn phí anh em nhé. Thì khi anh em đến sòng sới chỉ cần biết họ đang đánh quân vị gì, giả sử họ đánh quân chắn này, em chuẩn bị trước này à. Ở đây có công tắc anh gạt khởi động này, và ở trên này có một công tắc nữa dùng để khởi động 9 mắt camera để ghi nhớ lại cái màu quân sống mà họ đang chơi và phân biệt chẵn lẻ trực tiếp lên cái máy K68 anh em nhé. Sau 7 đến 10 giây này sẽ có tác dụng là anh em vứt cái lá này ở nhà đi, chỉ mang duy nhất cái máy này đi chơi thôi anh em nhé. Nên làm quảng cáo mình sẽ để cái máy K68 này vào cái bát này cho anh em nghe được cái nhịp rung của nó anh em nhé. Đấy, khi về mặt ba đen này thu thiếu một quân, máy sẽ báo rung 1. Khi về sắp đôi thu thiếu hai màu quân này, lập tức máy K68 sẽ báo rung 2 kèm theo tín hiệu bán về hai đèn. Đấy, khi về ba đen thu thiếu một mặt quân này, đấy, máy sẽ báo rung 1. Và khi về tứ tử thu đủ màu quân, máy sẽ báo rung 2 nhé. Rất là đơn giản dễ chơi, lẻ rung 1, chẵn rung 2. Mình sẽ sóc thực tế cho anh em này. Sau này đấy, khoảng cách 3 mét anh em đứng trên thả tiền xuống được anh em nhé. Đấy, máy báo rung 2 bạc chẵn anh em nhé, tôi mở luôn này. Này sắp đôi này, chồng quân hay chồng vị, máy đều rất ok anh em nhé. Sắp tiếp này. Đấy, bạc đi anh nhé, bán sạch mặt lẻ. Đấy, lẻ từ ngoài 20, ông làm mở bát chết luôn. Này, ba trắng này. Sắp tiếp này. Đấy, bạc chắn anh em nhé, tôi mở bát luôn này. Này, sắp đôi này, rất là ok. Sắp như em một hai cái bạc nữa này. Máy báo rung 1, bán sạch mặt lẻ, lẻ từ ngoài 30 triệu cho em ở bát này. Mở này. Này, vừa chặn không ra mày nhìn nhá. Này. Bạc cầu nha, máy báo rung 1, đó là bạc lẻ này, tôi mở bát luôn này. Này, sắp như một tiếng một hai cái nữa này. Bạc đen, sắp này. Máy báo rung 2 này, bán sạch mặt chẵn, chẵn thùng ngoài 30 triệu cho em ở bát này. Bát này, đấy, sắp đôi này. Thử cho anh em 1-2 cái bạc nữa này, sắp này. Máy K68 báo rung 1, nó là bạc lẻ anh em, tôi mở luôn này. Này, ba đen này, rất là chuẩn chỉ. Ok, bây giờ mình sẽ đập bát đĩa và xé quân vị để kiểm chứng cho anh em cái độ hiệu quả của máy K68 mới nhất công nghệ 4.0 anh em nhé. Bát này. Bát này. Hoàn toàn là đánh chín anh em nhé. Đĩa này, ba đĩa nó không liên quan. 100% quân vị này, quân vị thì họ cũng có góp vị rồi. Mình sẽ thử đến luôn cho anh em này. Hoàn toàn là xanh chín anh em nhé. Thì vừa rồi mình đã thử đến cho anh em về cái độ hiệu quả của máy K68 ghi nhớ một quân vị mới nhất công nghệ 4.0. Em không chưa tắt đi cho mình. Em nó có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho mình qua hotline mình đặt trên màn hình. Ở khu miền Bắc em qua số 27 Nguyễn Hoàng Hà Nội. Khu miền Trung em qua 36 Phạm Văn Đồng. Khu vực miền Nam em qua 350 Đinh Bộ Lĩnh, qua mang theo quân vị bát đĩa để kiểm chứng về độ hiệu quả của bộ sản phẩm. Em ở xa không đến được, mình sẽ test hàng chuẩn chỉ, sau đó liêm phong đóng gói hàng cẩn thận gửi đến cho anh em. Rồi, xin chào tạm biệt anh em. Đây là cái dòng sản phẩm cao cấp nhất hiện nay rồi, đó chính là máy chụp cắt lớp Milia 8. Cái sản phẩm này được nhà mình ngụy trang trực tiếp vào những mẫu smartphone cao cấp như là iPhone, iPhone 7 Plus này, iPhone X, hoặc em chơi Samsung, Oppo đều có anh em nhé. Hoặc những cái mẫu nhỏ gọn như này, điện thoại đen trắng này này, nhà mình cũng ngụy trang trực tiếp vào đây được. Bây giờ mình sẽ mở hộp cái máy này
đây chính là máy chụp cắt lớp Milia 8 này, ở trong bao gồm một phiếu bảo hành này. Khi anh em mua sản phẩm này thì được nhà mình bảo hành dài hạn anh em nhé. Sạc này kèm theo đó sách hướng dẫn sử dụng, và bên mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em này. Với cái dòng sản phẩm này được nhà mình truyền tải trực tiếp những cái hình ảnh quân vị, quân bài, quân bao thuốc hoặc quân tre, quân đóm, nó đều có thể chơi được, hoặc anh em đánh tài xỉu bầu cua cũng được. Mình đã truyền tải tất vào đây rồi, nên em cầm duy nhất cho mình cái máy Milia 8 này, đến sòng đến sới là giành chiến thắng 100% nhé. Thì cái máy này em không cần phải bắt đĩa quân vị rồi, phải bắt đĩa là hoàn toàn của người ta anh nhé. Đây, mình sẽ test bắt đĩa qua cho anh em này. Bắt đây, bắt đĩa nó là xanh chín rồi. Quân vị thì đây 52 lá bài, tí mình sẽ cắt một lá ngẫu nhiên này. Bắt đĩa nó không liên quan anh em nhé. Đấy, mình sẽ cắt một lá bài ngẫu nhiên này. Đấy, mình giả sử ở trong sòng sới họ đánh quân bài, một lá ngẫu nhiên này. Ở thời buổi công nghệ 4.0 rồi, không ai mang bắt hoặc là đĩa đi chơi cả. Và quân vị họ đánh họ góp vị là anh em rất khó đưa được vào. Đây là mẫu sản phẩm cuối cùng của cái công nghệ của năm 2021 này, mình sẽ tập trung sản xuất đến cho anh em, chưa phân phối ra bên ngoài nên anh em tay nhanh chóng gọi trực tiếp qua hotline để trên màn hình để lấy đồ và chơi anh em nhé. Bên sẽ khởi động cái máy lên này, anh em giữ nút nguồn cho mình 10 giây. Đấy, máy lên sẽ có tín hiệu này, và cái điều vô cùng quan trọng nhất là khi anh em đi chơi là anh phải gạt cái công tắc ở đây, mình đã ngụy trang lúc tăng giảm lượng cho anh em này. Đấy, đây chính là cái tia tia X dây hồng ngoại, đấy, nó sẽ chụp cái hình ảnh quân vị đến cho anh em. Về ba đen ba trắng nó sẽ dùng một đấy, còn về sấp đôi thứ tự sẽ dùng hai anh em nhé. Rất là đơn giản dễ chơi, anh em ngon tay đều có thể chơi được. Làm quảng cáo mình sẽ để cái máy Milia 8 này ra cái bát để cho anh em nghe được cái nhịp rung của nó. Đấy, khi anh em đúc cái máy này trong người, đấy, thời thợ hay còn bạc cáo già không thể phát hiện được, đấy, nó rung trực tiếp vào da thịt của anh em nhé. Sóc đánh thử luôn cho anh em này, sóc này, đấy, đôi sóc này. Đấy, máy Milia 8 nó báo rung hai, rung hai bạc chất này, mở luôn này, này, chồng quân máy báo này, sóc tiếp này. Máy báo rung một bạc này, mở đây. Đấy, ba đen này, mở. Tôi sắp tiếp đây, thử cho anh em 10 tiếng bạc cho anh em thấy được cái độ hiệu quả của nó. Đấy, máy báo rung hai bạc chắn này nhé, tôi mở luôn này, này, sắp đôi này, sắp tiếp này. Đấy, rất là ok, anh em liên hệ cho mình qua online trực tiếp mình đặt trên màn hình để nhận được cái sự tư vấn miễn phí này. Bạc lẻ anh em nhé, mở này, này, bạc trắng này, sắp này. Thì ở những cái tháng trước ra những cái dòng chip nên anh em đi chơi nó rất là nguy hiểm, mình sẽ ngụy trang trực tiếp vào những cái smartphone nên anh em yên tâm an toàn tuyệt đối. Máy báo rung hai bật chẵn này, rất là chuẩn chỉ anh em. Đây là cái công nghệ đột phá của cái năm 2021 này. Đấy, máy báo rung hai, rung hai nó bật chẵn anh em, mở luôn này, này, sấp đôi này, rất là chuẩn chỉ. Thử thử em vài tiếng bạc luôn. Máy báo rung hai, rung hai nó là chẵn này, mở luôn này, sấp đôi này, sắp tiếp này, thử cho anh em một hai cái bạc nữa này. Đấy, máy báo rung hai nó bạc chẵn anh em nhé, tôi mở luôn này, sấp đôi này, chồng quân máy báo rất là ok. Đấy, thử cho anh em tiếng bạc cuối cùng này. Đấy, để cho anh em thấy được cái độ hiệu quả của máy chụp cắt lớp Milia 8 này. Đấy, rất là đơn giản dễ chơi luôn, em cầm máy đi là 100% rồi. Máy báo dung hai nó là bạc chắn anh em nhé, mở luôn này, này, để sấp đôi đến tứ tử rất là ok. Đấy, vừa rồi mình đã thử đến cho anh em cái độ hiệu quả của máy Milia 8 chụp cắt lớp mới nhất của công nghệ 4.0. Bây giờ mình sẽ đập bát đĩa và xé quân vị để kiểm chứng cho anh em về cái độ hiệu quả của cái máy này. Bát đĩa quân vị không liên quan đến này. Bát này, đầu tiên mình sẽ đập bát này. Bát đĩa đi, bát này nó là xanh chín này, bát 5.000 một cặp. Đĩa này, đặt đĩa quân vị này, xé luôn kiểm chứng cho anh em này, xé này. Đấy, quân vị hoàn toàn xanh chín anh em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho mình qua hotline mình đặt trên màn hình. Đấy, ở khu vực miền Bắc anh em qua trực tiếp 27 Nguyễn Hoàng Hà Nội, khu miền Trung anh em qua 36 Phạm Văn Đồng, khu vực miền Nam anh em qua 830 Đinh Bộ Lĩnh. Đấy, qua test hàng chuẩn chỉ ưng thì lấy anh em nhé. Có anh em xa không đi được mình sẽ test hàng chuẩn chỉ sau đó gửi đến cho anh em, anh em nhận được hàng kiểm tra hàng đúng hàng đây, đây tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em, tôi chuẩn bị sẵn cho anh em một cái bộ bài đây,
là tôi sẽ lấy những cái vị bất kỳ tôi test cho anh em. Tôi cắt vị trực tiếp ra tôi test cho anh em để anh em tham khảo. Cắt những cái vị trực tiếp vào cho anh em, tôi bỏ mấy vị ra. Anh em yêu lưu ý với tôi là anh em cứ mang cái máy này vào sân chơi, anh em cứ để kỹ, giấu kỹ ở trong người đấy, kể cả người ngồi đối diện hay là bên cạnh gì, sờ vào người của anh em cũng không thể phát điện được. Anh em báo máy nó báo rất là êm, rất là chuẩn xác đấy, rất là an toàn luôn. Hình thức chơi cái bộ môn sóc đĩa này thì nó như thế nào đấy, ví dụ anh em trong sân chơi của anh em là nhiều sân chơi của anh em là những anh em có sân chơi là chơi bằng vị lá bài, là vị bao thuốc, là vị quân đóm. Ví dụ hôm nay tôi test cho anh em vào cái vị lá bài thì em chỉ cần khởi động cái máy lên, anh em bật chế độ quét đấy, bật chế độ quét, ví dụ như là anh em quét mặt trắng thì anh em quét đủ 4 mặt trắng cho tôi. Đấy, như bây giờ tôi quét 4 mặt trắng này đấy, anh em cứ để lên tầm 1-2 giây đấy, cho máy nó quét cho nó chuẩn xác đi. Đấy, tiếp tục quét này đấy, quét tiếp cho anh em này đấy. Khi anh em quét xong, anh em lại bật quay lại về mặt trước, anh em bật vào chế độ lưu, anh em chỉ cần mang duy nhất cái máy này vào thôi, anh em cất kỹ trong người, máy nó sẽ báo rung cho anh em. Thì bây giờ tôi xin vào test trực tiếp cho anh em, tôi lại bỏ vào trong cái cốc này để tiếng rung nó vang vọng lên. Đấy, và hình thức chơi như thế nào thì như anh em tôi chuẩn bị cho anh em đây, thì lẻ nó sẽ báo một rung, mà chẵn thì nó sẽ báo hai rung. Đấy, tôi test cho anh em một vài ván để anh em tham khảo luôn này. Đấy, thì anh em đã thấy như vừa rồi thì máy nó báo là hai rung. Hai rung thì chắc chắn anh em đánh chặn anh em nhé. Mở cho anh em xem này, mở này. Anh em thấy chưa? Đấy, tứ tử điên. Đấy, rất là chuẩn xác. Đấy, test bán tiếp theo cho anh em xem. Anh em cứ đối chiếu những cái nhịp rung và đối chiếu vào cái nhịp rung này của nó thì anh em sẽ chơi được anh em nhé. Đấy, vừa rồi máy lại báo hai rung. Hai rung thì chắc chắn anh em lại đánh chặn anh em nhé. Đấy, đánh 1 tỷ bán chặn đây cho anh em xem này, mở này. Anh em thấy chưa? Sấp đôi. Đấy, test bán tiếp theo cho anh em xem này. Thì anh em nào quan tâm cần tư vấn thì anh em cứ alo trực tiếp vào số điện thoại cho tôi sẽ tư vấn miễn phí cho anh em. Thì như vừa rồi thì anh em cũng thấy đấy, máy nó báo một rung. Một rung thì chắc chắn anh em đánh lẻ nhá. Đấy, bán này tôi sẽ bán nhà bán cửa đánh lẻ cho anh em xem này. Mở này. Anh em thấy chưa? Ba trắng. Đấy, rất là hiệu quả rồi. Khi anh em không chơi nữa thì anh em lại tắt cái máy này đi. Đấy, thì bây giờ là tiếp tục thì tôi sẽ test cái bộ môn tài xỉu này cho anh em. Tôi sẽ bỏ cái bộ môn sóc đĩa ra. Đấy, tiếp tục tôi test bộ môn tài xỉu này cho anh em. Đây, tôi sẽ lấy cái ba bốn bất kỳ. Đây, tôi lấy ra ba bốn bất kỳ. Đây, và cách thức sử dụng cái máy để chơi tài xỉu như thế nào thì nó cũng giống tương tự giống như hai bộ môn trước thôi. Anh em chỉ cần khởi động máy lên, anh em bật vào chế độ quét. Đấy, anh em ví dụ anh em chơi tài xỉu thì anh em chuẩn bị trước một cái hồ tài xỉu nhà cho tôi đây. Đấy, anh em quét đủ 6 mặt cho tôi. Đấy, quét mặt 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đấy, khi anh em quét xong đấy, anh em quay về mặt trước, anh em ấn thêm một lần nữa, nó sẽ vào chế độ lưu. Anh em lại mang cái máy này vào sân chơi thôi. Anh em cứ cất kỹ trong người, nó sẽ phân tích, nó báo rung cho anh em. Và cách thức chơi cái bộ môn tài xỉu như thế nào, đây tôi sẽ chuẩn bị sẵn những cái nhịp rung để cho anh em tham khảo đây. Như mà anh em chơi tài xỉu thì là tài nó sẽ báo hai rung, mà xỉu nó sẽ báo một rung. Đây tôi sẽ test luôn cho anh em, để anh em không phải chờ đợi lâu, tôi sẽ bỏ ở trong cốc này. Nhịp rung lại vang lên anh em cho anh em tham khảo, test cho anh em này. Đấy, anh em cứ đối chiếu anh em đánh anh em nhé. Như vừa rồi ấy, thì anh em cũng thấy là máy nó báo rất nhanh. Như vừa rồi thì máy nó báo một rung. Một rung thì anh em đánh xỉu anh em nhé. Mở cho anh em xem này. Anh em thấy chưa? 4-4-2, 10 điểm xỉu. Test bán tiếp theo cho anh em xem này. Đấy, bất kể ai làm cái cũng được. Đấy, mình chỉ cần làm tay con thôi. Mình có cái món đồ chơi này là mình có thể chơi được rồi. Thì vừa rồi là máy nó báo 2 rung. 2 rung thì chắc chắn anh em đánh tài nhé. Đấy, đánh 5 tỷ bán tài này, mở cho anh em xem này. Anh em thấy chưa? 4-4-6. Đấy, 14 điểm tài. Test bán tiếp theo cho anh em xem này.
khi anh em đã có những cái công nghệ này thì anh em chỉ cần vào sân chơi anh em làm chủ được cuộc chơi rồi. Đấy, thì vừa rồi để anh em thấy nó máy báo nó một rung. Một rung thì chắc chắn anh em đánh xỉu anh em nhé. Đấy, tôi bán nhà bán cửa đánh xỉu cho anh em xem này, mở này. Anh em thấy chưa? 622. 10 điểm xỉu. Đấy, bây giờ tôi sẽ anh em là anh em cứ thắc mắc là máy nó báo có to hay không. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp cái máy này trên tay. Đấy, tôi để gần cái cam này cho anh em để anh em có nghe thấy được cái nhịp rung của nó không nhá. Tôi test cho anh em luôn này. Đấy. Thì vừa rồi là máy nó báo cho tôi là 2 rung. 2 rung thì chắc chắn anh em đánh tài anh em nhá. Đấy, máy nó rung rất là êm. Nên là anh em có phát hiện được không nào? Mở cho anh em xem này. Anh em thấy chưa? 443 11 điểm tài. Đấy. Thì anh em nào quan tâm muốn tìm hiểu thêm về cái bộ sản phẩm mới bên công ty chúng tôi thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình. Cái máy này sử dụng làm sao thì trên máy này nó có 3 chế độ khác nhau, một là chế độ chơi sóc đĩa, hai là chế độ chơi tài xỉu, ba là chế độ chơi bầu cua. Thì khi mình mang cái máy này thì khoảng cách bắt xa 5-7 mét đấy, thì nó báo rung như nào thì đây là cái nhịp rung của nó ở đây. Chẵn rung 2 cái, lẻ rung 1 cái, tài rung 2 cái, xỉu rung 1 cái, bầu không rung, cua 1 ngắn, tôm 1 dài, cá 2 ngắn, gà 2 dài và nai là 3 ngắn. Anh em cứ thế mà anh em đánh thôi, rất là đơn giản, rất là dễ chơi. Còn sau đây tôi sẽ test thực tế để cho anh em biết được cái nhịp rung của nó nhé. Bấm vào đây này, đấy, chưa sóc đĩa, bấm vào sóc đĩa này, để vào đây, đấy. Như máy văn này báo một rung này, một rung thì chắc chắn 100% cái này là lẻ này, đấy, mở này. Ba thằng này ok chưa? Tiếp tục một rung này, một rung tôi lại anh nhả tiếp này, bán nhà bán cửa anh nhả cái này này, chuẩn chưa? Đấy, không có sai này được. Hai rung thì đánh chắc chắn vào chẵn này, đánh 1 tỷ vào chẵn này. Sắp đôi này, anh em thấy chưa? Chồng vị vẫn báo này, ok chưa? À, tiếp tục nhé. Giờ chuyển sang tài xỉu này, bấm lên, bấm vào chế độ tài xỉu. Đấy, tài xỉu tài rung 2 cái và xỉu rung 1 cái, cứ thế mình đánh thôi nhé. Máy báo thì nó cực kỳ chuẩn xác rồi. Một rung chắc chắn đánh xỉu này, đánh xỉu 1 tỷ này. 1, 2, 4 điểm xỉu chuẩn xác luôn. Máy báo hai rung chắc chắn tài này, đánh tài 1 tỷ tiếp này, mở này. 3, 4, 5, 12 điểm tài chuẩn xác luôn. Tiếp tục này, test sang cái chế độ chơi bầu cua này, bấm nó lên này, bật vào bầu cua này, để ở đây này, cứ theo cái nhịp rung này của nó là đánh luôn, máy báo là chuẩn xác 100% luôn. Máy con này báo tôi là ba rung chắc chắn anh em đánh con nai nhé, mở ra chắc chắn con nai này, thấy chưa? 2 nai 1 bầu chuẩn xác luôn. Giờ tôi sẽ cầm cái máy này lên. Đấy, nhiều anh em thắc mắc của cái máy này ấy, khi để cái này nó rung như này thì khi mình vào sân chơi đút vào trong người thì liệu người ta có biết hay không, thì xin thưa cái máy này rất là êm, mình để trong đêm tối yên tĩnh người ngồi bên cạnh cũng không thể biết được. Ván này tôi sẽ sóc và tôi để trực tiếp cái máy quay sát vào camera để nó thu âm lại xem anh em xem nó có kêu, nó có rung hay không nha anh em nhé. À, máy báo tôi biết là 2 cái rung dài. Anh em nghe chắc chắn là không thể nghe thấy được, vì làm sao cái máy này cực kỳ êm luôn. Đấy, đây nha anh em nhé, chắc chắn là 2 cái rung dài, nó là gà này, mở anh em xem này. Anh em thấy chưa? Gà này, cá này, bầu này, chuẩn xác tuyệt đối luôn. Thì đây là cái sản phẩm hàng cao cấp độc quyền mới nhất của công ty chúng tôi. Đấy, tắt máy đi. Thì anh em nào quan tâm thì còn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị màn hình hoặc qua trực tiếp cửa hàng tôi, một là Sài Gòn, hai là Hà Nội, qua trực tiếp cửa hàng tiếp hàng, cửa hàng trực tiếp. Hàng hóa khi anh em lấy là bảo hành anh em là 2 năm với cái máy này. Khi anh em lấy tôi có hướng dẫn đầy đủ cho anh em. Máy chơi rất là dễ. Sản phẩm này thì anh em đã từng chơi.